Good morning, good morning. Xin chào các bạn và Jason rất vui khi được gặp lại các bạn trong series Theo dòng tiền số được phát sóng vào ngày thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube của Coin68TV. Và cũng như thường lệ, Jason sẽ biểu hiện cho bạn đồ thị của tình hình BTC. Hiện tại BTC vẫn tiếp tục sideways biểu hiện ở khung tuần. Và khi zoom in vào khung ngày, chúng ta sẽ thấy BTC sideways liên tục. Đó cũng là điều kiện thuận lợi cho altcoin tiếp tục có dòng tiền. Tuy nhiên thì thanh khoản ở altcoin không còn quá mạnh mẽ nữa, bởi vì có rất nhiều tin xấu trong tuần vừa rồi liên quan tới FTX. Họ sẽ thanh toán từng tuần với hơn 200 triệu đô cùng với danh sách tài sản crypto của họ. Các bạn như thế nào? Đi xuống hay đi lên? Cả nhà chúng ta cùng chuyển qua BTC Dump. BTC Dump biểu hiện sức mạnh của BTC so với... Thì hiện tại BTC Dump đang có xu hướng tăng trở lại. Tuy nhiên khi mà Jason vẽ ra được cái range như thế này thì hy vọng là mức tăng cao nhất của BTC Dump là ở mốc 49.79 thôi. Còn nếu như mà vác qua hơn mốc cây nến mạnh thân dài thì hết hy vọng cho anh Coin trong mùa này. Tiếp theo là Jason sẽ điểm qua tin tức quan trọng. Thì ở ngày 13 tháng 9 vào lúc 7:30 tối, chúng ta sẽ có tin tức liên quan đến Core CPI. Đây là chất xúc tác quan trọng để mà Fed ra quyết định lãi suất trong tháng 9 này. Chúng ta cùng xem Core CPI sẽ diễn ra như thế nào nhé. Và nếu như chỉ số Core CPI mà cao hơn so với dự kiến thì nó không tốt cho thị trường crypto. Các bạn chú ý điều này nhé. Tiếp tục sau đó một ngày, tức là ngày thứ năm, ngày 14 tháng 9, cũng vào 7:30 tối, chúng ta sẽ có chỉ số Core PPI và chỉ số Unemployment Claims. Đối với chỉ số thất nghiệp này, nếu như mà cao hơn so với dự kiến thì nó sẽ tốt cho thị trường crypto. Rồi, chúng ta còn yếu tố nữa còn phải quan sát trong thị trường crypto, đó là TVL của các hệ sinh thái. Thì hiện tại top 1 vẫn là Ethereum, nhưng trong đó có hệ sinh thái Base, tức là của Base Chain của Hoa Kỳ, đã có một lượng tăng hơn 300%, một lượng tăng khá là đáng kể. Và hơn nữa, trong hệ sinh thái Base đã xuất hiện nhiều mảnh ghép quan trọng. Theo các bạn thì trong mùa bull run sắp tới, liệu Ethereum có giữ được ngôi vương hay không, hay là các hệ sinh thái Layer 2 như Base Chain, Arbitrum, hay là Layer 1 như Matic, hoặc là Layer 2 Optimism sẽ chiếm vị thế ngôi vương của Ethereum? Theo anh em, ý kiến anh em như thế nào, cùng trao đổi với Jason bằng cách comment bên dưới cho mọi người cùng biết nha. Như các bạn thấy đó, tin tức tài chính trong tuần này cũng khá là quan trọng. Mà bên cạnh đó, những cái sự kiện lớn giống như là sự kiện về FTX chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng tới thị trường cả thế giới. Và liệu FTX sẽ có bán hết tài sản của họ bằng Bitcoin, bằng những altcoin khác, trong đó có Sol, có FTT, có Ethereum, có AppStore? Và nếu như sự kiện này xảy ra thì chúng ta đừng nghĩ về altcoin nữa, nó sẽ đi xuống rất là nhanh. Tiếp tục diễn biến này thì Jason cùng mọi người sẽ quan sát tại Telegram channel của 68 Trading nhé, link bên dưới. Và nếu video này có giá trị cho anh em ngay đầu tuần và giúp cho anh em có những động thái trading một cách an toàn hơn, hiệu quả hơn, thì mọi người hãy like và subscribe để Jason tiếp tục có những video update cho anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.